Vâng, báo cáo các bác là có một câu thơ xin gửi tặng các bác là chim khôn, chim ngẩng cao đầu, và nếu như anh nuôi chim sơ ý một cái là chim vẫy chào anh luôn, và ngẩn ngơ thì anh thấy tiếc buồn buồn, và anh nhấc máy lên gọi cho thao chim cu gáy có còn nữa không. Và xin giới thiệu với các bác, đây là một đôi, và em này là một em mái và em bên trái là một em trống. Thì nếu như các bác vô tình trong quá trình nuôi ghép sinh sản mà sổng mất một em thì các bác có thể là dựng vợ gả chồng cho em đó bằng cách các bạn có thể liên hệ cho đồng chí Thao. Đấy, thì đồng chí Thao sẽ gửi cho các bác đúng như cái chú chim mà các bạn đang khuyết. Và trên màn hình nhỏ các bạn đây là kênh Chim Cú Gáy Hay xin chia sẻ cũng như xin giới thiệu cũng như xin quảng cáo quý vị và các bác một cái cặp đôi đã ghép thành công, đã mã nhau, đã ngủ trụm cánh vào nhau. Và đây là cái giai đoạn này là giai đoạn là tách mẹ. Thì trong cái khuôn khổ của video hôm nay thì em xin giới thiệu đây là cái dòng chim phấn hồng, và đây là một cặp chim rất là thuần thục cũng như là đẹp to. Đấy, chân đỏ, mỏ đinh. Đấy, con cái mỏ đinh, con đực mỏ dài, mắt đỏ. Và đôi này em cũng chỉ gửi đến quý vị, anh chị và các bác trên kênh. Đấy, với cái giá là 1,5 triệu. Đấy, dành cho các bác nào mà có một lồng AV mới chơi. Đấy, biết đến kênh Chim Cú Gáy Hay thì các bác có thể đăng ký gọi điện thoại qua cái số điện thoại là 033 5305982. Và em luôn luôn ra video vào buổi tối từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối, thì các bác có thể là coi đây như một cái phiên chợ online về chim cu để các bác xem, bình luận và tham khảo lựa chọn cái nhu cầu của mình. Đó, thì clip này em xin đăng giá công khai là giá là 1,5 triệu dành cho bác nào muốn mua cả đôi. Đó, con đực kia là rất là đẹp, mỏ rất là dài. Đấy, đấy, con đực rất là đẹp luôn này. Đấy, con cái này thì mỏ đinh. Đấy, rất là đẹp. Cái thì nó thụt cổ nó thuần hơn chút. Đó. Đấy, thì em đăng cái clip này, là tên của clip này là đôi chim, clip ngày 28 tháng 11, và giá công khai là 1,5 triệu. Đấy, dòng này là con mái thì thổ đậm hơn, và con đực thì thổ pha nhé các bạn nhé. Đấy, thì mong các bác là cũng có thể là nắm bắt thông tin chính xác, thông tin để các bạn lựa chọn đúng cái gu của các bác. Đấy, thì những cái cặp đôi như thế này thì cũng khá là thuần. Đấy, thuần thục. Đấy, em review từng cái nốt vảy móng cườm để cho quý vị anh chị và các bác theo dõi trên cái kênh. Đấy, em để cho nó bậu lên tay. Đây, cậu lên tay. Đấy, nó sẵn sàng lên tay ngay và nó sang cầu ngay, thấy chưa? Thì các bác thấy là đấy là một đôi giá 1,5 triệu dành cho các bác nào muốn nuôi sinh sản và bộ to âm tốt. Đấy, hình thức đẹp. Đấy, mới chơi. Đấy, cái chi phí giá thành nó cũng rất là phải chăng, rất là dễ gần với quý vị các bác cao tuổi và các bác trung niên cũng như anh em đam mê kênh Chim Cú Gáy. Đó, có lẽ là em cũng không biết nói gì hơn là em đưa ra cái thông tin như vậy để các bác lựa chọn. Xin chào và hẹn lại các bác ở video sau.